Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Hacom và đây chính là số Q&A cuối cùng của năm Nhâm Dần. Và từ sau số này sẽ là những số tiếp theo của năm Mèo Quý Mão rồi phải. Và trong số cuối cùng của năm Nhâm Dần này thì chúng ta vẫn trở lại với 7 câu hỏi. Và đầu tiên, câu hỏi đầu tiên đó chính là của hai anh em hỏi vấn đề về NVLink hay là SLI. Thì trên câu hỏi các bạn đó chính là chiếc Z690 Asrock Taichi, thì con đấy ngắn gọn thì nó không có NVLink SLI gì cả, nó chỉ có AMD CrossFire thôi. Nói rộng ra thì hiện tại tất cả những cái thế hệ mà cả mới NVIDIA đầu 4 này hoặc là những con main thế hệ mới đều không hỗ trợ NVLink. Thì tại sao? Tại vì có hai lý do. Thứ nhất đó chính là NVIDIA họ đã bảo rằng họ cần thêm gọi là băng thông để cho những cái hệ thống xử lý AI trong con 4090, 4080 gì nó mạnh hơn. Và thứ hai đó chính là một cái vấn đề, đó chính là các bạn nếu mà dùng SLI hoặc là NVLink ngày trước ấy, thì các bạn sẽ biết là những cái hệ thống đa cảm màn hình nó hoạt động nó sẽ khá là gọi là kém hiệu quả hơn ấy, nó sẽ không tăng x2 đâu, tăng khoảng tầm x 10-20-30% gì đấy. Và nên là nó không đáng có, và số lượng người sử dụng những hệ thống NVLink SLI nó thực sự là không nhiều. Và ví dụ các bạn muốn NVLink 2 con đầu 6 chẳng hạn thì các bạn mua con đầu 7 ngon hơn. Hoặc là các bạn muốn NVLink 2 con đầu 7 4070 một tháng, một con 4080 nó vẫn ngon hơn là một con NVLink. Nên là NVIDIA họ đã quyết định là khai tử cái NVLink hay là SLI. Nhưng mà họ có một cái thay thế, đó chính là những anh em nào mà muốn gọi là dùng đa cảm màn hình trong một hệ thống ý, như workstation hoặc render các thứ thì NVIDIA vẫn các bạn hỗ trợ thoải mái. Tại vì bây giờ hiện tại thì cái băng thông để dành cho việc chạy đa cạc hãy từ khe PCI Express 5.0, tức là băng thông của 5.0 sẽ rất là rộng nên đủ cho các bạn chạy đa cảm màn hình được, nhưng mà chỉ dùng cho các ứng dụng gọi là render, đồ họa dùng nhiều cạc thôi. Còn gaming thì không, gaming chỉ dùng được một cạc thôi nhé các bạn. Câu hỏi thứ hai của bạn Trickster VN là bạn hỏi là vấn đề về bây giờ chạy con main Z với cả con CPU 12400F, thì bạn định chạy con Z690 với 12400F thì nó khá là phí đấy. Tại vì bản thân Z690 là dòng Epsung để cho các CPU Epsung, nên là những con CPU không Epsung được như là dòng F hoặc là dòng Nonka ấy, thì các bạn cắm vào rất là phí, các bạn sẽ không tận dụng được hết. Mà những tính năng mà con Z có ngoài việc Epsung như là mở khóa PL1, PL2 thì dòng B có hết rồi. Nên là ví dụ 12400F thì bạn chỉ nên mua dòng B đổ lại thôi. Còn đến dòng Z thì các bạn hãy mua cho mình tối thiểu là ví dụ như là 12800K hoặc là 12700K, lúc đấy các bạn sẽ tận dụng tính năng Epsung của nó thì nó sẽ gọi là tốt hơn rất là nhiều và tối ưu hóa được con mainboard. Còn nếu mà các bạn không Epsung như 12400F thì các bạn chỉ việc mua con dòng B thôi là xong rồi. Các bạn không cần tính năng Epsung mà tất cả tính năng còn lại đều là rất là ngon. Và một dòng B nó mà cao tiền ấy thì ví dụ giá so sánh ngang giá với Z, một con B ngang giá với Z ấy, thì B sẽ nhiều tính năng ăn chơi và nhiều công nghệ hơn so với Z. Z ngon rồi, đắt. Tiếp theo là bạn Kangmin VN, bạn hỏi là bây giờ con chip đầu 10 bạn có đi được con main H410 hơn thì ngắn gọn là có. Còn dài ra thì tất cả các main đầu 4 thì hỗ trợ CPU đầu 10 hết. Các bạn chỉ cần chọn nó tương thích với nhau, tức là nó không bị quá đà. Ví dụ các bạn đừng có chạy main, như mình vừa nói, đừng chạy main Z với cả chip Nonka, hay là các bạn đừng chạy những CPU i5 với cả main H chẳng hạn, nó sẽ rất là kém. Các bạn ví dụ với dòng các bạn mua dùng bình thường ở nhà ấy, thì mình khuyên các bạn nên mua dòng B trở lên. Tại vì dòng B sẽ cho các bạn đó chính là tính năng gọi là Epsung RAM là một này, các bạn có thể mở khóa PL1, PL2 và nó RAM kinh, nói chung là nó chạy rất là thoải mái và nó nhìn nó cũng đẹp hơn nữa. Còn dòng H thì thực sự là cho những bộ máy văn phòng là một này và máy quán net là hai, khi mà họ không cần những cái tính năng như thế kia. Câu hỏi thứ tư của bạn Nghi Hiếu, bạn bảo là Deepcool tuổi gì so với Noctua. Thì nếu về giá ấy, thì đúng là Noctua tăng rất là nhiều, và nhưng mà hiệu năng, đang nói về hiệu năng nhé, thì Deepcool sẽ cho các bạn một cái hiệu năng nó gần tương đương hoặc là tương đương với cả Noctua trong một mức giá rẻ hơn. Nhưng mà bù lại cái gì Noctua hơn? Noctua hơn thứ nhất đó chính là về độ ổn Noctua em ấy đi full rất là nhiều, và thứ hai là chất lượng hoàn thiện của Noctua cũng là cao hơn. Tại vì dù gì đó cũng là một sản phẩm của Đức thì về cơ khí họ làm rất là đỉnh. Anh em nếu muốn Noctua, anh em không phải bỏ tiền ra cho một hiệu năng làm mát, tại vì hiệu năng làm mát cho Noctua anh em còn tìm được trên những mẫu tản của Deepcool rẻ hơn rất là nhiều. Anh em muốn Noctua, anh em tìm đến một phần là hiệu năng, một phần nữa là độ êm ái, và thiết kế Noctua thì nhìn rất là hâm mộ, rất là đẹp. Câu hỏi số 5, bạn hỏi là bây giờ bạn dùng con màn 75Hz nhưng mà dùng laptop là 144Hz thì bạn có xuất ra được 144 trên con màn không? Thì câu trả lời là không, tại vì các bạn chỉ có xuất laptop xuất ra cao, FPS cao, nhưng mà giới hạn con màn hình nó đã gọi là giới hạn ở 75Hz rồi, nên các bạn không thể gọi là thêm được Hz cho nó đâu. Và một phần nữa đó chính là các bạn ở 75Hz ấy thì các bạn nó đã Epsung sẵn từ 60Hz rồi. Anh em mà gọi là 75 mà lên 80 còn khó, đừng nói là lên 144. Nên là anh em nếu mà dùng một laptop đủ khả năng xuất 144 ấy thì anh em nên mua một con màn 144 để cho nó
gọi là tối ưu hóa ấy. Còn bây giờ ví dụ là con laptop xuất được cao màn hình 75Hz là chơi game nó không là phê đúng không? Nên bây giờ gaming thì thực sự các bạn nên mua cho các bạn 144Hz cho các bạn có cảm giác nó mượt hơn rất là nhiều so với cả những các màn 75-60Hz thông thường. Và lúc nãy chúng ta có một câu hỏi là bây giờ main đầu 4 gắn được CPU đầu 10 không? Thì có rồi, nhưng bây giờ bạn hỏi là CPU đầu 10 gắn main đầu 5 được không? Thì thoải mái, chẳng vấn đề gì cả. Tại vì đầu 5 các bạn phải gắn tất cả mọi thứ CPU đầu 10 không vấn đề gì cả thôi. Nhưng mình vừa nói lúc nãy thôi, các bạn có thể thoải mái chọn CPU đầu thế hệ 10 và các cái mainboard đầu 4, đầu 5 thoải mái không vấn đề gì cả. Nhưng các bạn chỉ cần lựa chọn làm sao cho tối ưu hóa với cả lựa chọn của các bạn thôi. Các bạn thật sự là mình khuyên các bạn, kể các bạn chơi i3 chẳng hạn, thì cố một tí lên main B, đừng ở main H. Main H nó bị cắt giảm nhiều thứ lắm. Và câu hỏi thứ 7 là câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay của bạn Khoa, là bạn hỏi là chúng mình có ship vào nước ngoài không, cụ thể Nhật Bản. Thì hiện tại Hacom chúng mình chỉ vận chuyển ở trong khu vực Việt Nam thôi, địa lý ở Việt Nam. Còn về ra nước ngoài thì chúng mình sẽ vẫn chưa vận chuyển ra nước ngoài đâu. Nên là bạn ở Nhật thì các bạn có thể mua hàng qua Amazon Nhật Bản này, hoặc là những cửa điện máy tính của họ ở bên Nhật. Mình nghĩ là cũng khá là nhiều hàng, cũng không cần thiết phải mua ở Việt Nam mà ship vào Nhật, nó sẽ rất là tốn thời gian. Trừ khi các bạn tiện thể về Việt Nam và các bạn xách tay qua Nhật thôi. Và tất đó chính là 7 câu hỏi của QA ngày hôm nay, là số QA cuối cùng của năm Nhâm Dần. Hẹn gặp lại các bạn trong năm Quý Mão vào thứ 7 tuần sau. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.